Quay trở lại câu chuyện về kinh nghiệm xây dựng đội nhóm. Thế thì trong cái quá trình mà làm startup ấy, thì Tuấn Anh hiểu rằng là startup thì gọi là yếu đủ cái so với những doanh nghiệp lớn. Tiền không bằng họ, tên tuổi không bằng họ, rồi thì sản phẩm định hình nó cũng không thể nào bằng họ được. Thế thì làm cách nào để mà anh Trọng có thể thu hút được những cái người bạn, người anh, người chị em và những cái nhân tài để đến với mình để cùng chung tay xây dựng một cái tổ chức và những cái doanh nghiệp mà như mình mong đợi. Cái này thì cũng may mắn là trong quá trình mà trước khi khởi nghiệp thì Trọng cũng đã là quản lý rồi. Thành ra là mình cũng có một số cái kinh nghiệm cho cái việc là làm thế nào để mà có thể xây dựng hội nhóm cũng như là thu hút nhân tài. Thế thì quan điểm làm việc của Trọng thì nó để mà thu hút nhân tài hoặc để mà tạo ra hội nhóm thì nó sẽ có bốn cái nội dung mà mình cần tác động vào cho nhân sự. Thì dựa trên cái gọi là mình có thể cho cái gì cho nhân sự. Điều thứ nhất là tiền, tài chính, lương thưởng. Cái thứ hai nó là cái môi trường văn hóa. Cái thứ ba nó là môi trường văn hóa. Và cái thứ ba nó là cái gọi là kinh nghiệm, các cái sự thăng tiến về mặt chuyên môn, về mặt cấp bậc. Và cái thứ bốn nó chính là cái gọi là cái chia sẻ được cái hoài bão, chia sẻ được cái câu chuyện lớn để mà mọi người có thể cùng nhau hướng đến cái chuyện đó. Thế thì lần nào cũng thế, gặp bất cứ một nhân tài nào thì cũng mang cái bốn cái đấy ra để mà chia sẻ với anh em. Nói chung là bảo tôi cũng không có gì. Nên ngoài cái việc này thì tôi sẽ có làm một là sắp tới ví dụ như là với Min đi thì là cũng 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 gặp tất cả những anh em và anh em là gọi là mình đánh giá là rất giỏi trong cái công ty cũ và mình cũng approach là ok có một cái buổi này mình muốn nói chuyện với các bạn thì cà phê thề là luôn lúc đấy như đa cấp. Anh em cũng rất là đắn đo qua hôm nay xong lại tự nhiên hẹn mà nghiêm túc thế thế xong rồi thì chia sẻ với là bây giờ chuẩn bị khởi nghiệp thế này thì cũng chia sẻ với em bài toán rất là open lúc đấy thì mình rất là chân thành thôi, chân thành là ok là hiện tại bây giờ đang có như thế này và cũng trân trọng cái năng lực của bạn và đặt lời mời bạn tham gia thì một là mình sẽ chia sẻ với bạn là công việc như thế này, thứ hai là mình cũng có một cái khoản đó là khoản ESOP để chia sẻ với anh em là ok với mức lương thưởng này thì anh em đang trả ví dụ 40 triệu chẳng hạn thì mình xin phép trả cho anh em trước 20 triệu. Thế còn 20 triệu nữa thì anh em chuyển thành ESOP đấy thì gọi như công ty nợ. Sau này công ty mà thành thành thì cái khoản này sẽ lên được nhân lên rất là nhiều. Còn không thì coi như là một cái khoản mà anh em chọn chi phí cơ hội. Thế thì ngoài cái bốn yếu tố trên ấy, thì thêm một cái sự chân thành của mình với cái đối tượng đối với bạn nhân sự đối với thành viên là mình muốn người ta tham gia vào thì Trọng nghĩ là ai cũng sẽ mùi lòng thôi. Có những cái lần mà mình về mình cảm thấy rất là hân hoan thì mình đã gọi là hân được một người rất là tốt và những có những cái buổi mà ngay khi ngồi xuống mình đã thấy là ủa tại sao mình lại ngồi ở đây thì nó là một chữ duyên. Thì sau khi mình tổng hợp lại thì mình gọi là nó là một chữ duyên, có nghĩa là thực ra mình không có làm gì nhiều, mình chỉ đặt để mình đặt ngồi ở vị trí này và mình đến thời điểm này mình ngồi mình nói chuyện với người ta câu chuyện này, mọi thứ chỉ còn chờ cái sự chấp thuận từ người ta thôi.